Đã rất lâu rồi, chuyện kể có một cô gái Dáy đem lòng yêu một chàng trai Nùng. Cô gái Dáy này đẹp đến mức là các bô lão trong làng không muốn cô lấy bất cứ ai ngoài những chàng trai trong bộ tộc của mình. Chính vì thế, nguy cơ một cuộc chiến giữa hai tộc Dáy và Nùng. Khoai phải xin ý kiến của các ủy chính quyền địa phương như này, anh tin này. Để ngăn cảnh đẫm máu và chiến tranh, đôi uyên ương này đã bị bắt ép phân ly. Tuy nhiên, họ đã trao cho nhau một lời hứa thầm kín rằng hàng năm họ sẽ tìm đến nhau và ở bên nhau trọn một ngày tại một khu làng hẻo lánh gần Khau Vai cho tới cuối cuộc đời của họ.